Theo hồ sơ vụ án, trước đây, Lê Hàng Văn Tâm, 20 tuổi, ở xã Bưng Riền, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, có tình cảm và có quan hệ tình dục với người thím của mình là bà Hắc. Đến tháng 3 năm 2014, người thím dâu cắt đứt quan hệ với Tâm. Vì muốn tiếp tục duy trì mối quan hệ bất chính này, chập tối ngày 21 tháng 3 năm 2014, Tâm đã bắt giữ cháu Lê Hồng Hoa, con ruột của bà Hắc, đưa vào rừng ở xã Bưng Riền sau đó tâm gọi điện yêu cầu bà này muốn gặp con nhận lại con phải đi một mình vào rừng mục đích là để tâm ép thiếm phải quan hệ tình dục vì quá sợ bà hăng đi vào rừng cùng hai người khác thì tâm không gặp và tiếp tục bồng cháu hoa đi vào sâu trong rừng lẫn trốn Đến sáng ngày 24 tháng 3, vì lo sợ Tâm gây tổn hại đến con mình, bà Hắc phải vào rừng một mình và miễn cưỡng cho Tâm giao cấu hai lần vào đêm ngày 24 rạng sáng ngày 25 tháng 3. Sau đó Tâm thả cho bà Hắc, cháu Hoa về nhà và chiều ngày 25 tháng 3 ra công an tự thú. Tại tòa, Tâm đã thừa nhận mình và thiếm dâu đã nhiều lần quan hệ tình dục tại nhà riêng và nhà trọ. Và mục đích Tâm bắt giữ cháu Hoa là để ép bà Hắc vua rừng vào quan hệ tình dục Bà Hắc cũng thừa nhận, trước khi xảy ra vụ án, giữa hai người đã có quan hệ tình dục và như vậy là có lỗi. Vì đã hiểu ra không thể chung sống như vậy và tiếp tục quan hệ với cháu, nên bà đã dừng lại. Đại diện Viện Kiểm soát đều nhận định, trong vụ án này, bà Hắc cũng là người có lỗi một phần. Hành động của bị hại tuy không bị luật pháp trừng trị, nhưng bị dư luận xã hội lên án. Hội đồng xét xử khẳng định hành vi của Tâm không chỉ vi phạm pháp luật, mà còn chà đạp lên những chuẩn mực đạo đức, thuần phong mỹ tục. Từ những chứng cứ, lời khai của các bên, tòa án nhân dân huyện Xuyên Mộc đã tuyên phạt Lê Hằng Văn Tâm 4 năm tù về tội cưỡng dâm và 1 năm về tội bắt giữ người trái pháp luật. Tổng hợp hình phạt, Tâm phải chịu mức án 5 năm tù.